Hello, hello, xin chào các bạn Đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày Chủ Nhật tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi Thì thường Thuần mở đầu Video ngày Chủ Nhật và nói với các bạn là cuối tuần này đó cũng khá là im lặng Nhưng mà cuối tuần này thì không phải các bạn Cực kỳ sôi so động Chúng ta cũng thấy được là giá đã có nhiều cái sự lên xuống bất thường Khi mà chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin đó, Thì chúng ta cũng đã thấy được là cuối tuần này Cũng đã có những cái đợt giảm xuống mạnh Như là chúng ta đã nhìn thấy được là ngày hôm qua đó Giá đã giảm xuống tới cái mức là khoảng chừng 67.800 đô Sau đó giá Bitcoin đi ngược trở lên cái mức là 69.300 đô Để rồi trong vòng 3 giờ qua giảm trở xuống còn 68.200 200 đô như là thể hiện bây giờ các bạn thì Chuyện gì đã xảy ra tại vì các bạn cũng đã thấy là khi giá Bitcoin giảm như vậy dẫn theo altcoins cũng giảm luôn các bạn vốn hóa của cả thị trường nó giảm 3% chúng ta trở về cái mức là dưới 2,4 nghìn tỷ và Bitcoin đó thì giảm từ hôm qua tới hôm nay khoảng chừng là 1.5% nhưng mà những cái altcoins sẽ giảm nhiều hơn như các bạn nhìn thấy trên màn hình Solar này giảm 2.7% BNB 2.2% Ethereum 1.8% vân vân chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình những cái altcoins là một màu đỏ hiện bây giờ thì chúng ta trước hết ta hãy nhìn vào thị trường futures của Hoa Kỳ các bạn tại vì bây giờ đã hợp đồng tương lai đã mở cửa rồi thì các bạn đã thấy được là cả ba chỉ số bây giờ là một màu đỏ trong đó đó chúng ta có chỉ số Dow futures giảm tới 0.36% các bạn chúng ta có chỉ số S&P futures giảm 0.19 và Nasdaq futures Hiện bây giờ đó thì giảm nhẹ nhất là 0.09% thì cuối tuần này đó chúng ta không có một cái tin tức gì lớn liên quan trực tiếp đến crypto dẫn đến giá giảm các bạn nhưng mà chúng ta lại có một cái sự lo lắng chung về những cái sự kiện lớn tuần này như là chia sẻ với các bạn trong cái video trước chúng ta có những sự kiện lớn như là bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ cũng như là Fed sẽ công bố lãi suất tuần này các bạn toàn những sự kiện lớn và chúng ta cũng có ngân hàng trung ương của nước Anh cũng sẽ công bố lãi suất chúng ta bây giờ hãy nói tới từng thông tin một những gì đã xảy ra các bạn tôi hy vọng là các bạn và gia đình đã có một cái cuối tuần vui vẻ và nạp đi năng lượng tại vì tuần này là một tuần mà sẽ đầy thông tin luôn các bạn với những cái sự kiện lớn như thường vừa chia sẻ nhưng mà chúng ta trước hết hãy nhìn vào hợp đồng của dầu thì hiện bây giờ đã hợp đồng của dầu tăng 1.8% các bạn đã trở về cái mức là 70 đô cho một thùng dầu nói chung đó thì cũng không có gì gọi là làm lại các bạn đây là cái con số chúng ta cũng đã nhìn thấy trong vòng 2 năm qua rồi từ 70 đến 80 đô thì có những thông tin liên quan tới dầu liên quan đến cái cuộc chiến tranh giữa Iran và Israel các bạn thì Iran đưa ra thông tin lại chuẩn bị để mà tấn công Israel nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại có cái thông tin liên quan tới cái nhóm OPEC Plus họ đã hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 12 thêm một tháng nữa do nhu cầu yếu các bạn có biết là cái nhóm này là cái nhóm mà có nhiều quốc gia sản xuất dầu thì à, họ cũng đã quyết định là giảm sản lượng dầu cái tây thường nghĩ là cũng hơn một năm rồi để đẩy giá dầu lên nhưng mà đáng tiếc giá dầu cũng không có tăng được bao nhiêu các bạn vẫn ở trong phạm vi thấp là từ 70 tới 80 và đáng lý đâu là tháng 12 này họ sẽ tăng sản lượng trở lại Nhưng mà họ đã ra quyết định là chi hoãn thêm một tháng nữa Tại vì nhu cầu rất là yếu Đặc biệt là từ Trung Quốc và nguồn cung từ các nước ngoài khối đã gia tăng lên Nhóm này dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng mỗi ngày Nhưng được quyết định chi hoãn sau những lo ngại về tình hình kinh tế và giá dầu đang giảm Thì hai cái thông tin này đó nó giống như là kiềm chế với nhau các bạn Thông tin Iran có thể tấn công Israel cộng với thông tin liên quan tới OPEC Plus dẫn đến giá dầu thì cũng đâu đó cỡ đó mình thôi các bạn lên một chút ở mức là 70 đô 72 cent thì những bạn nào mà mới đến kênh đó, lý do tại sao tôi quan tâm đến hợp đồng của dầu tại vì nó ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát các bạn và đương nhiên phần trăm lạm phát ảnh hưởng đến phép sẽ làm gì ảnh hưởng đến dòng tiền cho tất cả những tài sản chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì uh, cô như đứng yên một chỗ các bạn tuần rồi thì ngủ lên một chút và ở mức cao bây giờ là 2.740 đô không có thay đổi nhiều so với lại cái mức giá đã đóng lại vào ngày thứ sáu và về tin tức đó, thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin được chia sẻ cuối tuần này Và những bạn nào mà theo UX các bạn sẽ thấy được là có rất là nhiều những cái biểu đồ liên quan tới khảo sát bầu cử như thế này Thì trước hết các bạn phải để ý là những cái biểu đồ này nó đang nói về tiểu bang nào hay là cả 50 tiểu bang trên toàn quốc nhưng mà chúng ta cũng thấy được là có Những cái thông tin liên quan tới là những tiểu bang Như Iowa thì lại nghiêng về Kamala Harris chứ không còn là nghiêng về Trump nữa Và chúng ta cũng có những cái thông tin Ngược lại à, giống như cái người nhìn thấy Trên màn hình đó, thì đây là cái thông tin Đến từ Atlas National Poll Thì lại nói là những tiểu bang Quan trọng thì lại đang nghiêng về cựu Tổng thống Donald Trump chứ không phải là Phó Tổng thống Kamala Harris Thì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái khảo sát được chia sẻ liên tục Và nó có nhiều cái sự đó lọc với nhau Cho nên nó gây ra cái sự không rõ ràng ở trên thị trường các bạn khiến cho mọi người bắt đầu lo lắng nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm chăm ở trên Polymarket đây là cái trang web cá cược các bạn thì chúng ta lại nhìn thấy được là hiện bây giờ đó cựu tổng thống Trump vẫn đang dẫn đầu là 54.7% và phó tổng thống Kamala Harris là 45.4% thì vẫn nghiêng về cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà điều các bạn có thể nhìn thấy được đó là cái đường màu xanh bên dưới này đã đại diện cho cái phần trăm của Harris đã tăng lên rất là nhanh các bạn có thể nói được là trong vòng vài ngày đã tăng từ cái mức là 33% lên thẳng tới bây giờ và khoảng cách giữa Harris và Trump đã được thu thu hẹp lại rất là nhanh chóng cách đây khoảng chừng là một tuần nữa thì khoảng cách lên tới 20 phần trăm các bạn bây giờ khoảng cách tới chỉ còn chỉ có 10 phần trăm mà thôi thì mọi người lại bắt đầu suy nghĩ là có phải là có ai đó biết gì cho nên chúng ta mới thấy được là khoảng cách nó thu hẹp lại như vậy tôi thông chia sẻ đây các bạn hiểu rõ hơn thì những cái cuộc khảo sát và chỉ số cá cược về bầu cử đó đã có nhiều biến động chú ý chúng ta chỉ còn khoảng chừng là một ngày nữa là đến cái thời điểm bầu cử rồi các bạn một ngày 15 giờ hay cỡ đó giờ đây chúng ta chỉ có thể chờ kết quả mà thôi Thường đã từng chia sẻ với bạn nhiều lần rồi những cái khảo sát này đó chỉ cho chúng ta một cái gợi ý mà thôi các bạn giống như là về những trang web cá cược đó thì cái con số này nó có thể được thay đổi dựa theo là những người cá cược họ đang suy nghĩ cái gì và nếu chúng ta có một vài người cá cược lớn đó, họ đặt cược lớn thì có thể thay đổi cái chỉ số này rất là nhanh chóng và những cuộc khảo sát cũng như vậy các bạn, chúng ta nhìn thấy được là không phải là một cái khảo sát duy nhất của Hoa Kỳ mà chúng ta có hàng loạt những cái nhà báo những đài truyền khác nhau như các bạn nhìn thấy cho nên ở Hoa Kỳ chúng ta có vô số những cái công ty khảo sát khác nhau và không phải khảo sát nào cũng trung lập hết các bạn có thể là họ có những cái mục tiêu chính trị khác nhau cho nên khảo sát là có mục đích cũng giống như là cái chỉ số cá cược chúng ta chỉ có thể xem như là một cái thông tin để tham khảo mà thôi và cái mà quyết định ai là tổng thống kế tiếp đó chính là kết quả bỏ phiếu chính thức các bạn và bây giờ thì như chia sẻ chúng ta chỉ còn không tới hai ngày nữa là đến cái ngày bỏ phiếu rồi đến bây giờ đây thì cũng không cần phải phân tích gì nhiều, nhiều nữa các bạn có thể nói như này, việc Trump giành chiến thắng ít nhiều đã được phản ảnh trong giá Bitcoin trong vài tuần qua rồi. Mặc dù chúng ta không thể xác định được cái mức độ tác động, nhưng mà cuối tuần này thì chúng ta cũng đang chứng kiến một số động thái giảm rủi ro, chuẩn bị cho cái tuần tới với nhiều cái sự kiện như thường dự chia sẻ với các bạn. Tóm lại, thị trường đang kỳ vọng là Trump đắc cử và Fed sẽ giảm lãi suất và chúng ta thấy có một số biến động ở những chỉ số này đó dẫn đến chúng ta có cái sự biến động trong giá cả của BTC. Tại vì một số người họ sẽ muốn quản lý rủi ro trước khi mà có cái thông tin chính thức các bạn và để các bạn hiểu rõ hơn đó, thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tất cả những trang web cá cược lớn mà nhiều người sử dụng giống như là chúng ta nói tới Predicted, Polymarket, Kalsi vân vân thì các bạn nhìn thấy được là hiện bây giờ những trang web cá cược đó thì vẫn nghiêng về cụ tổng thống Donald Trump trung bình là 53.3% và Harris là 46.3% hiện bây giờ các bạn và thật ra trên những trang web cá cược đó thì bao nhiêu ngày tháng qua cụ thể ông Trump vẫn đang dẫn đầu và thường đã từng chia sẻ với bạn những trang web này đó chúng ta không biết là có bao nhiêu người Hoa Kỳ thật sự có thể sử dụng tại vì phần lớn họ không cho phép người Hoa Kỳ cá cược dùng những trang web như thế này các bạn nhưng mà có bao nhiêu người sử dụng VPN hay là cách nào đó để mà cá cược thì cũng không có biết rõ được các bạn. Và thứ nhì, chúng ta nhìn vào những cái cuộc khảo sát từ những cái nguồn chính như là NBC, ABC vân vân thì chúng ta nhìn vào con số trung bình thì cũng cỡ đó cũng cỡ như là tuần vừa rồi là 48.3% những cuộc khảo sát thì là nghiêng về phó tổng thống Kamala Harris và chỉ có 47.3% nghiêng về Cụ thống Trump mà thôi. Những cái thông tin chúng ta nhận được cuối tuần này đã chỉ là những cái cập nhật khảo sát và những cái thay đổi liên quan đến những trang báo cá cược thì nó cũng không có phải là khác biệt nhiều so với những gì chúng ta đã biết trước đó tại vì các bạn nhìn thấy được là những trang báo cá cược đó thì hiện bây giờ Trump vẫn đang dẫn đầu không có gì thay đổi so với lại cách đây vài ngày tuần trước đó và tuần trước đó nữa cái sự khác biệt đó chính là khoảng cách giữa Harris và Trump hiện bây giờ đang dần dần thu nhỏ lại các bạn và ngay cả khảo sát ở trên những cái trang web truyền thống và đài TV đó thì các bạn cũng thấy được là hai con số này tuy là nghiêng về Harris nhưng mà khoảng cách không có xa cho các bạn thấy được một điều đó chính là cả hai nguồn này đã đều cho thấy là cái cuộc bầu cử này kết quả nó sẽ cực kỳ khó đoán các bạn ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ và đó là lý do dẫn đến cái sự biến động liên quan tới Bitcoin thì tại sao lại là Bitcoin các bạn? Tại vì ngày hôm qua đó đâu có thị trường nào mở cửa ngoài trừ thị trường crypto cho nên chúng ta mới thấy được là tất cả những cái thông tin lớn đó, nó thường xảy ra vào cuối tuần các bạn khi mà tất cả những cái thị trường tài chính đều đóng cửa chỉ còn crypto mà thôi cho nên crypto thường có sự biến động trước và các bạn có thể thấy được là sau khi mà mở cửa đó thì pre-market thì bây giờ là một màu đỏ như chúng ta vừa nói tới đầu video và lần này là cái lần bầu cử tổng thống mà thị trường crypto rất là quan tâm các bạn Tại vì chúng ta có cựu tổng thống Donald Trump là một trong những người mà cực kỳ lớn tiếng ủng hộ Bitcoin và crypto Chúng ta cũng thấy được là ông đã đưa ra nhiều cái lời hứa hẹn Như là liên quan tới việc là sẽ sa thải chủ tịch Gary Gensler của SEC Cải tổ lại SEC có những cái chính sách tốt hơn, thân thiện hơn với tiền crypto Và dùng Bitcoin làm tài sản dự trữ của Hoa Kỳ Và ông tin Bitcoin không phải là một cái gì đó cạnh tranh với đồng đô la các bạn nhìn thấy được là lần này là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử hoa kỳ mà chúng ta có một ứng cử viên tổng thống lớn tiếng ủng hộ thị trường crypto này các bạn còn về phó tổng thống Kamala Harris thì chúng ta không nghe trực tiếp chúng ta vẫn còn nghe những thông tin rất là mập mờ và chủ yếu là đến từ một số tỷ phú mà nói chuyện trực tiếp với đội Harris mà thôi nói là bà cũng cam kết tổng crypto nhưng mà bà chưa bao giờ nói như vậy các bạn bà chỉ nói chung chung mà thôi cho nên giữa hai người đó thì các bạn thì được là thị trường nói chung không phải ai cũng vậy các bạn nhưng mà chúng ta nói thị trường nói chung đó thì nghiêng về cụ tổng thống Donald Trump và cụ tổng thống Donald Trump cũng có nhiều cái hứa hẹn liên quan tới giảm thuế cho công ty, à, giảm thuế cho cá nhân vân vân cho nên các bạn thấy được là bất kỳ một cái thông tin gì tăng cái sự rủi ro là Trump không đắc cử sẽ khiến cho thị trường dao động các bạn đó là gì mà chúng ta chứng kiến cuối tuần này chúng ta sẽ sớm biết kết quả mà thôi về ngắn hạn nếu như mà Trump đắc cử thì sẽ rất là tốt cho crypto các bạn và thường nói tới crypto đó không phải là riêng Bitcoin thường nghĩ là all coins có cái lợi ích lớn hơn nữa tại vì cái mà thường nghĩ khiến cho crypto không phát triển mạnh ở Hoa Kỳ đó chính là liên quan tới pháp lý đó chính là liên quan tới SEC thì khi mà chúng ta có pháp lý rõ ràng và thân thiện hơn đó, thì chúng ta được là cái mà có thể có nhiều lợi ích từ một cái luật rõ ràng và thân thiện đó chính là all coins chứ không phải là Bitcoin các bạn Bitcoin đó thì đã rõ ràng rồi đương nhiên sẽ tốt cho Bitcoin nhưng mà thường nghĩ là all coins sẽ có được nhiều, nhiều lợi ích nếu như mà Trump đắc cử. Đó là về góc nhìn của crypto các bạn. Và về dài hạn thì sao các bạn lỡ như mà chúng ta thấy là Trump không đắc cử thì trong thì ngắn hạn nó hoàn toàn có thể là có một cái sự điều chỉnh như thường đã chia sẻ. Chúng ta không biết là bao nhiêu cái sự tăng trưởng gần đây là liên quan đến khả năng Trump đắc cử và nếu như mà Trump không đắc cử đó thì có thể có một cái sự điều chỉnh đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra đó là ngắn hạn mà thôi các bạn còn về dài hạn thì sao thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình chúng ta có thể thấy được là bitcoin từ khi đến tới bây giờ đó thì vẫn tiếp tục tăng trưởng các bạn theo từng chu kỳ một chúng ta nhìn thấy được là cho dù dưới thời của tổng thống obama hay là chúng ta thấy được là cái thời đầu tiên của cựu tổng thống donald trump Lúc đó, đó thì ông không có ủng hộ crypto về Bitcoin Các bạn thậm chí đó Ông nghĩ Bitcoin là lừa đảo Là một cái gì đó cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la Hoàn toàn không có cái ý định ủng hộ Thì chúng ta vẫn thấy được là thị trường vẫn phát triển và tới thời của tổng thống Joe Biden thì bây giờ thì 4 năm qua đó đâu có những cái luật thân thiện với crypto đâu các bạn nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục tiến triển chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh các bạn và tới bây giờ chúng ta đã có Bitcoin ETF chúng ta đã có phố war ở trong thị trường này và thị trường ngày càng lớn mạnh hơn cho dù dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden 4 năm qua nó cực kỳ khó khăn thì các bạn cũng thấy được Bitcoin sẽ tiếp tục con đường tiến triển nếu như mà chúng ta có một chính quyền có những cái luật thân thiện thì nó sẽ đi nhanh hơn nếu như không đó thì uh, thị trường vẫn sẽ tiếp tục tiến triển các bạn chỉ là chúng ta cần phải đấu tranh nhiều hơn mà thôi đó là về dài hạn và một sự thật đó thì uh, các bạn thấy được là cho dù các bạn nghĩ đến chính quyền qua đi nữa có một sự thật đó chính là nợ công của Hoa Kỳ ngày càng tăng lên và ngày càng tăng lên và ngày càng tăng lên và ngày càng tăng lên các bạn cho dù là dưới chính quyền của ai và dưới đảng nào lạm phát vẫn sẽ tiếp tục đồng đô la vẫn sẽ tiếp tục bật giá các bạn, đó là sự thật. Cho nên về dài hạn đó thì Bitcoin vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình. Phần lớn những người trong thì crypto đó thì muốn Trump đắc cử các bạn, nhưng mà trong trường hợp mà Trump không đắc cử thì chúng ta cũng đừng nên quá bi quan, nhất là về dài hạn. Và trong trường hợp Trump không đắc cử, tổng thống kế tiếp là Kamala Harris thì chúng ta hy vọng là những gì được chia sẻ bởi Tỷ phú Mark Cuban, bởi Mike Novirath, bởi Anthony Samuji. Về việc là bảo ông Bitcoin là sự thật các bạn. Chỉ còn hai ngày để thôi chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào và ngày bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ đó thì nếu như mà mọi việc diễn ra như dự kiến chúng ta sẽ biết ai là tổng thống tiếp theo trong vòng 24 giờ các bạn nếu như có tranh chấp và yêu cầu kiểm phiếu lại thì quá trình này sẽ kéo dài hơn không có thời gian cố định khi nào kết quả sẽ được công bố các bạn mỗi bang sẽ lần lượt thông báo kết quả cho đến khi có dữ liệu từ cả năm mươi bang và ngày bầu cử là ngày 5 tháng 11 tại Hoa Kỳ các bạn và đương nhiên đây là cái sự kiện lớn nhất trong tuần này kế đó chúng ta cũng có một sự kiện lớn đó chính là vào thứ năm tại Hoa Kỳ các bạn ngày 7 tháng 11 một chúng ta sẽ có quyết định lãi suất của Fed vào lúc 11 giờ sáng giờ Cali nghĩa là 2 giờ sáng về Việt Nam các bạn kỳ vọng đó là Fed sẽ giảm lãi suất 0,25% và ngày thứ năm đó chúng ta cũng có quyết định lãi suất từ ngân hàng trung ương của nước Anh nói chung đây là một tuần mà sẽ có rất nhiều những cái biến động các bạn và chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì 97.9% là đang nhiên về là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25% dựa theo tài liệu từ CME các bạn và chỉ có 2.1% là nghĩ là Fed sẽ giảm tới 0.5% mà thôi. Nếu như mà Fed không giảm lãi suất đó, thì thị trường này lại sẽ gặp nhiều dòng bão tuần này rồi các bạn. Hy vọng là Fed sẽ giảm lãi suất như là kỳ vọng là 0.25%. Nếu như giảm 0.5% thì còn gì bằng nữa các bạn. <laughs> và chúng ta cũng đã thấy được là cái phần trăm bịt trong có lời đã được update và chúng ta nhìn thấy được là bây giờ ở mức là khoảng 68.800 đô lúc chúng đang làm video này. Đây chúng ta đã rời khỏi cái dùng mỏ đỏ và chúng ta bây giờ ở mức là 93.9% Bitcoin có lời hiện tại cho dù chúng ta đã chứng kiến là giá Bitcoin đã điều chỉnh xuống từ cái mức là khoảng 73.400 đô xuống tới cái mức này nhưng mà trên căn bản đây vẫn là cái mức rất là cao trong lịch sử các bạn. Các bạn đã nhớ là cái đỉnh cũ của Bitcoin chỉ có 69.000 đô mà thôi. Thì bây giờ chúng ta mức là 68.900 đô thì chúng ta đang ở ngay cái đỉnh cũ của năm 2021 và cái mức giá này đó cho dù các bạn à, nghĩ là Bitcoin đã giảm nhiều nhưng mà trên căn bản có khoảng đâu các bạn cái mức cao gần đây đó là chúng ta nhìn thấy được là lên tới 73.600 đô vào ngày 29 tháng 10 thì giảm xuống mức hiện tại đã giảm khoảng chừng là 6.27% và cái mức giá này là cái mức giá mà chúng ta cũng đã vừa nhìn thấy cách đây không lâu các bạn cách đây cái thời điểm là khoảng chừng là ngày thứ sáu tuần vừa rồi và trước đó nữa đó chúng ta đã nhìn thấy cái mức giá này vào ngày 28 tháng 10 chúng ta chỉ trả trở về mức giá của tuần trước mà thôi chứ không phải là chúng ta xuống sâu lắm đâu. Đây cũng là một mức coi như cao trong lịch sử rồi cho nên cái phần trăm có lời đó vẫn cao hiện tại. Và có một cái bài bỏ phiếu đó bởi một người có tên là Plan C cũng khá là thú vị các bạn. Ở trên X trên Twitter thì bài bỏ phiếu này có khoảng chừng là 2.264 người bỏ phiếu thì bài bỏ phiếu này đó có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bạn tin là chúng ta vẫn có chu kỳ mỗi 4 năm, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng tiếp tục vào năm 2025 rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào mùa đông crypto và cứ thế tiếp tục chu kỳ 4 năm các bạn cũng như chúng ta đã chứng kiến trong vòng 16 năm qua. Còn cái sự lựa chọn thứ nhì đó là chúng ta sẽ có một cái chu kỳ kéo dài hay là super cycle các bạn. À, có nghĩa là chúng ta sẽ không có thấy mùa đông crypto vào năm 2026 mà chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới tiếp tục tiến tới sẽ có những cái sự điều chỉnh nhưng mà chúng ta không có những cái chu kỳ 4 năm như trước đây nữa. Thì ngay bây giờ đó dựa theo những người đã bỏ phiếu cho Plan C thì 74.8% cho là 75% đi. Nghĩa là chúng ta vẫn đang tiếp tục đi theo con đường chu kỳ mở bốn năm thì à, các bạn cũng thấy được đây đó một góc nhìn lạc quan là vẫn là một thông tin tốt các bạn tại vì những cái lúc mà thị trường cực kỳ sôi động cực kỳ hưng phấn cực kỳ FOMO đó giống như là cuối năm 2021 tôi nghĩ là nhiều người đó sẽ không còn tin chu kỳ 4 năm nữa các bạn thị trường càng sôi động càng tăng trưởng mạnh mẽ đó thì mọi người lại càng không tin là sẽ có chu kỳ 4 năm các bạn và chúng ta cũng thấy được ít nhất bây giờ đó phần lớn mọi người đều tin vào chu kỳ mỗi 4 năm dựa theo cái bài bỏ phiếu này của plan C. Thì đây cũng là một dấu hiệu tốt các bạn, chúng ta vẫn chưa đến cái mức mà mọi người FOMO và nghĩ là sẽ không còn chu kỳ 4 năm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng đi vào chu kỳ kéo dài hay là chúng ta nói tới là siêu chu kỳ. Nhưng mà nào mà đã đến thị trường này từ cái mùa năm 2021 đó thì các bạn cũng đã nhớ năm 2021 chúng ta có rất là nhiều những cái sự chia sẻ và tâm sự liên quan tới là liệu có siêu chu kỳ hay là không và chúng ta thấy được là giá bitcoin càng tăng lúc đó càng tăng lúc đó dẫn đến all coin tăng trưởng mạnh thì càng ít người và càng ít người hơn tin vào chu kỳ 4 năm các bạn ngay bây giờ đó thì all coins phần lớn vẫn chưa có hồi phục các bạn vẫn ở mức rất là sâu so với cái đỉnh cũ bitcoin đó thì đã phá định cụ định mới năm nay rồi và mới đây cũng đã một lần nữa muốn phá định cụ định mới nhưng mà all coins thì vẫn còn cách rất là xa và tâm lý hiện bây giờ đó thì cách xa năm 2021 rất là nhiều các bạn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có còn tin vào chu kỳ 4 năm nữa hay là không hay là các bạn nghĩ là chúng ta đã qua một trang mới chúng ta sẽ có một cái siêu chu kỳ hay là một cái chu kỳ kéo dài? Tại vì chúng ta đã có sự xuất hiện của những cái quỹ Bitcoin Spot ETF. Các bạn hãy comment bên dưới. Và Thùng có đọc một cái bài khảo sát. Bài khảo sát thì cũng khá là thú vị các bạn. À, khảo sát này cũng rất là dài. Khoảng chừng là 35 trang. Và đây là bài khảo sát đó riêng về thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà nó có rất nhiều chi tiết. Và Thùng nghĩ là nó cũng phản ảnh toàn bộ thị trường nói chung hiện bây giờ như thế nào. Thì có 10 điểm quan trọng mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn từ cái bài khảo sát này. Thứ nhất đó, thì trong năm nay, Cuộc khảo sát nói là 99% người dân đã nghe về crypto Thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố chính dẫn đến là tại sao mà chúng ta thấy những cái sự chia sẻ liên quan tới người ta tìm kiếm cái từ Bitcoin hay là crypto ở trên Những cái chương trình duyệt như là Google đó thì à không có còn tăng cao nữa giống như là những cái chu kỳ trước đó tại vì phần lớn bây giờ đó các bạn hỏi ai thì người ta cũng đã từng nghe nói tới về bitcoin hay là crypto rồi các bạn cho dù họ không hiểu hay là không đầu tư nhưng mà họ ít nhất cũng đã từng nghe nói tới tiền điện tử hay là bitcoin rồi điều thứ nhì được chia sẻ bởi bài khảo sát này đó là ba trong bốn người sử dụng crypto cho giao dịch ngắn hạn khoảng hai trong bốn người cho biết họ cũng đầu tư dài hạn một người đó thì dựa theo khảo sát này vừa có thể giao dịch ngắn hạn vừa có thể lựa chọn đầu tư dài hạn cho nên cái phần trăm nó sẽ không có cộng lại thành một trăm phần các bạn tại vì một người có thể lựa chọn nhiều cái khác nhau nhưng mà các bạn cũng thấy được là hiện bây giờ phần lớn đó ba trong bốn người chủ yếu dùng crypto cho giao dịch ngắn hạn mà thôi để mà kiếm lời chỉ có khoảng hai trong bốn người là năm mươi phần trăm đó họ cũng có một khoản đầu tư dài hạn thôi chia sẻ cái bài khảo sát này đó cũng như thường vừa chia sẻ cái bài bỏ phiếu với các bạn mới đây để cho các bạn có một cái cách nhìn nó không phải là hoàn hảo các bạn nhưng mà ít nhất cũng cho các bạn một cái cách nhìn là hiện bây giờ đó chúng ta đang nằm trong tình trạng như thế nào liên từ thị trường crypto này nó cũng cho chúng ta thấy được là một số những cái vấn đề có thể là mới đầu các bạn nhìn thì thấy giờ wow bây giờ phần lớn mọi người đã vẫn dùng crypto như là một cái công cụ đầu tư ngắn hạn chứ không phải là đầu tư dài hạn như là chúng ta mong muốn nhưng mà cũng không hẳn đó là điều xấu các bạn để thường chia sẻ để các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái khó khăn trong thị trường này thị trường này đó vẫn chưa thực sự trưởng thành thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội các bạn chúng ta nhìn thấy được là điều thứ ba cuộc khảo sát này cho thấy là 75% người quen thuộc với crypto lợi ích hàng đầu là giao dịch nhanh chóng và dễ lưu trữ dễ vận chuyển 50% của số người đã nghe về crypto đó thì họ nhận thấy biến động giá lớn và thiếu hỗ trợ khách hàng là một bất lợi đó là sự thật các bạn 75% những bạn nào mà đã và đang đầu tư crypto rồi đơn nghĩa là 3 trong 4 người thì sẽ thấy được là lưu trữ rất là dễ dàng vận chuyển rất là dễ dàng luôn các bạn có thể là di chuyển bất cứ nơi nào các bạn có thể qua hải quan mà không cần phải quan tâm đến việc là họ biết các bạn đem theo bao nhiêu tiền tại vì trên căn bản tiền chưa bao giờ nằm trong túi các bạn nó chỉ nằm trong blockchain mà thôi các bạn chỉ cần khóa cá nhân là có thể tiếp cận được nhưng mà những người mà họ chưa tham gia đó thì 50% nghĩa là một trong hai người họ rất là lo lắng về việc là không có cái sự hỗ trợ các bạn tại vì đối với những người người mà họ chưa có tham gia vào thì việc tạo cái ví rồi di chuyển rồi lỡ như mà họ làm gì đó sai không ai hỗ trợ họ tại vì đây là trên blockchain khiến cho họ cảm thấy lo lắng Điều thứ tư được nói đến trong cuộc khảo sát này thường cảm thấy thú vị đó là 7 trong 10 người giao dịch crypto họ vẫn lựa chọn Bitcoin sau Bitcoin là Ethereum là loại tiền thứ hai được ưa chuộng nhất từ thứ năm, thường trả nói thú vị trong cái cuộc khảo sát này đó là 50% người dùng, nghĩa là một trong hai người dùng Bitcoin sử dụng nó cho mục đích đầu tư, trong khi mà 92% người dùng Ethereum sử dụng Ether cho giao dịch ngắn hạn, một trong ba người cũng đầu tư y dài hạn. Thì nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là khoảng chừng một trong hai người khi mà họ mua bitcoin đó thì cho mục đích đầu tư dài hạn nhưng mà đối với Ether đó thì phần lớn luôn các bạn 92% là sử dụng Ether cho giao dịch ngắn hạn Chỉ có một trong ba người Họ nói là họ ngoài việc giao dịch ngắn hạn ra Họ cũng lưu trữ một số Ether cho dài hạn Nghĩa là ngoài chỉ Bitcoin ra Phần lớn như đồng còn lại đó Thì người ta cũng không có xem nó như là một cái mảng đầu tư dài hạn Ngoài chỉ Bitcoin là 50% người dùng Bitcoin trong mục đích đầu tư dài hạn. Điều thứ sáu được nói đến trong cái cuộc khảo sát này đã là 86% người dùng ưa thích sử dụng di động trên điện thoại thông minh làm phương tiện chính cho các trận crypto. Có nghĩa là phần lớn mọi người vẫn sử dụng điện thoại di động chứ không phải là máy vi tính khi mà họ chơi crypto các bạn. Và điều thứ bảy là một trong hai người đầu tư crypto vì mong đợi lợi nhuận cao dài hạn thay vì các lý do khác như là đầu cơ ngắn hạn dùng làm phương tiện thanh toán hoặc là tránh kim duyệt số lượng người tin rằng việc sử dụng crypto sẽ tăng lên trong tương lai cũng tăng mỗi năm các bạn có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là một trong hai người đó họ mua crypto vì mục đích đầu tư dài hạn phần lớn là tại vì các bạn thấy được là họ đầu tư vào Bitcoin chứ không phải là mua Bitcoin để mà dùng làm phương tiện thanh toán hay là những cái lý do khác lý do chính vẫn là xem Bitcoin như là một tài sản chứ không phải là một phương tiện thanh toán. Điều thứ 8 đó là các nền tảng mạng xã hội là nguồn thông tin chính cho 63% người dùng crypto. Cái này cũng dễ hiểu các bạn tại vì hiện bây giờ đó về thị trường crypto thì phần lớn những cái thông tin mà nhanh nhất đều trên mạng xã hội hết và thật ra đó Bây giờ chúng ta cũng có một vài đài truyền hình ở Hoa Kỳ Họ cũng nói về crypto nhưng mà cũng là một phần ở trong chương trình của họ mà thôi Chứ còn không phải là nói thường xuyên như là chúng ta thấy họ nói về thị trường cổ phiếu các bạn Cho nên đó, những thông tin nhanh nhất và nhiều nhất vẫn trên những mạng xã hội Điều này cũng dễ hiểu Và 7 trong 10 người đang giao dịch crypto Và 4 trong 10 người đã nghe về crypto coi đây là một khoản đầu tư đáng tin cậy có nghĩa là những ai mà đã đầu tư được crypto rồi đó thì khoảng 710 người tin tưởng đây là một cái mảng đầu tư đáng tin cậy dài hạn là một cái loại đầu tư mới nhưng mà những người mà chưa đầu tư đó họ chỉ nghe về crypto mà thôi đó thì chúng ta được là chỉ 410 người nghĩ đây là một cái gì đó đáng tin cậy Nghĩa là 610 người vẫn nghĩ đó, crypto là một cái gì đó nó rất là mờ ám và chưa đáng tin cậy và điều thứ 10 mà thằng cảm thấy thú vị đó trong cái cuộc khảo sát này là 310 nhà đầu tư ưa thích crypto cao hơn cả bất động sản nhưng mà nó không phải là cái mảng đầu tư ưa thích nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ các bạn. Vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu với 5 trong 10 người đó họ ưa thích vàng hơn. Có nghĩa là 50% của những người mà được khảo sát đó thì họ nói là họ ưa thích vàng hơn. Trong khi chỉ có 3 trong 10 người họ nói là họ ưa thích crypto hơn mà thôi. Và Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia mà đang đối mặt với là siêu lạm phát các bạn ở mức cao là 52% hiện tại. Trong khi mà năm 2022 mới đây đó lạm phát lên tới mức là 85%. Thì các bạn nghĩ sao về cái cuộc khảo sát này các bạn? Những cái kết quả này đó cũng không có làm cho thuận quá bất ngờ đâu đương nhiên chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó, phần lớn những người mà họ đầu tư vào crypto này đó thì phần lớn họ xem đây là một mảng đầu tư mà thôi chứ không phải là một cái công cụ để họ sử dụng làm phương tiện thanh toán và cũng rất ít người tham gia vào DeFi hiện tại phần lớn đó thì họ đầu tư như là một cái tài sản các bạn và phần lớn đó họ xem Bitcoin là tài sản lâu dài chứ còn những cái altcoin khác đó thì phần lớn họ chỉ đầu tư ngắn hạn mà thôi những cái này cũng không làm cho thường bất ngờ rồi các bạn tuy là kết quả nó không có mỹ mãn như là chúng ta mong muốn đương nhiên thường chia sẻ với bạn hàng ngày thì chúng ta tin tưởng bitcoin và crypto là một loại tài sản mới chúng ta tin tưởng bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà kết quả thì không phải ai cũng nghĩ như vậy các bạn nhưng mà đó cũng không phải là điều xấu điều này có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội trong thị trường này đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn và chúng ta cũng có một cuộc khảo sát nữa đến từ hoa kỳ các bạn đây là cuộc khảo sát đến từ sàn gemini thì họ nói là hiện bây giờ đã một trong năm người hoa kỳ đang sở hữu crypto con số này nghe có vẻ rất là nhiều các bạn nhưng mà sự thật đó là nhiều người sở hữu crypto cũng không nói với ai và điều này còn tùy thuộc vào cái nhóm người được các bạn có những nhóm người mà thường quen biết đó, thì hầu như ai cũng sợ crypto giống như, như là những người mà họ làm thuế cho thuận hay là những người trong ngành tài chính đó, thường nói chuyện thì hầu như phần lớn ai cũng sợ crypto nhưng mà những người còn lại đó thì hầu như không ai sở hữu các bạn cho nên tùy theo các bạn hỏi ai các bạn sẽ có những kết quả khác nhau và có rất nhiều người họ lưu trữ đầu tư crypto họ cũng không muốn nói với ai tại vì chúng ta thấy được là vẫn có nhiều cái suy nghĩ tiêu cực liên quan tới thị trường crypto này và Bitcoin một cái gì đó nó khiến cho người ta đó có cảm giác rất là cực các bạn một đó là cực ủng hộ hai đó là cực chống đối cho nên không nói ra nhiều khi là tốt hơn cho nên nhiều người đó họ đầu tư cũng rất là âm thầm con số một năm này đó thì mới đầu nghe đối thượng có thể là nhiều nhưng mà nghĩ lại đó có thể là cũng không nhiều lắm đâu các bạn 20 phần trăm của người Hoa Kỳ sở crypto con số mà thường cảm thấy là cũng có thể có chứ không phải là không đâu và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Tether công bố tài chính quý 3 đây là thông tin cách đây vài ngày rồi nhưng mà thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ để các bạn có thể thấy được là họ đang có những tài sản gì thì tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 thì Tether đã báo cáo là họ có lợi nhuận rồng là 2,4 tỷ đô la trong quý 3 các bạn đây là cây lợi nhuận trong vòng một quý mà thôi nghĩa là trong vòng chỉ có 3 tháng với khoảng 1,3 tỷ đô la từ việc nắm giữ công trái phiếu Hoa Kỳ và 1,1 tỷ đô la từ đầu tư vào vàng thì thuận hiểu cái 1,3 tỷ này đã là từ cái lợi nhuận đến từ công trái phiếu nhưng mà họ cũng lưu trữ một phần vàng thuận biết điều đó nhưng mà thuận không có hiểu là 1,1 tỷ này họ đầu tư vàng thì lợi nhuận đến từ đâu tại vì các bạn thấy được là vàng không phải là một loại tài sản mà có thể trả tiền lời cho các bạn thì khi mà họ nói tới họ có được 1,1 tỷ từ vàng Trường cũng chưa hiểu là nó từ đâu đến điều thứ nhì đó là nắm giữ trái phiếu Hoa Kỳ thì họ đang nắm giữ tổng cộng là 102,5 tỷ đô la xếp theo được ở vị trí thứ 18 toàn cầu vượt qua cả những quốc gia như là Đức Úc và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất các bạn nhìn thấy được là stablecoin là một cái thị trường mà ngày càng lớn mạnh và ngày càng lưu trữ nhiều công trái phiếu Hoa Kỳ hơn là một trong những nhà đầu tư quan trọng của công trái phiếu Hoa Kỳ. Kế đó là dự trữ vượt mức thì họ đã có hơn 6 tỷ đô la, nghĩa là 100% tài sản thanh khoản dùng để bảo chứng cho tất cả các token đã phát hành, cộng với lại thêm 6 tỷ đô la nữa. Có nghĩa là họ nói là họ có dư sức để mà đảm bảo cho những cái token được phát hành và đương nhiên tại vì họ lưu trữ tài sản cho nên những cái tài sản này đã có thể là lên giá hay xuống giá nhưng mà họ vẫn có dư ra 6 tỷ để mà bù vào và vốn hóa thị trường của USDT đã tăng 30% từ đầu năm đến nay gần bằng tổng vốn hóa của thị trường của đối thủ cạnh tranh gần nhất đó chính là USDC các bạn thấy được là Tether đó đi xa hơn đồng Circle USDC như thế nào chúng ta nhìn thấy vốn hóa của Tether bây giờ mức là 120 tỷ trong khi mà cái đồng stablecoin lớn thứ nhì đây chỉ có 34,8 tỷ mà thôi cái sự tăng trưởng vốn hóa của Tether từ đầu năm đến bây giờ đã bằng tổng vốn hóa của USDC Các bạn thấy được là Tether đó nó lớn mạnh cỡ nào Và đối với toàn bộ Tether Group như là chúng ta thấy được là ngoại trừ Tether Holdings Họ còn có những công ty con khác Thì tổng cộng đó họ có tổng tài sản hợp nhất là 134,4 tỷ đô la Cộng với vốn chủ sở hữu của Tether Investment là 7,7 tỷ đô la cộng với 7.100 BTC Cũng như là họ nói là ngoài việc là họ có hơn 6 tỷ đô la để mà đảm bảo cho cái số lượng đồng theo được phát hành có nghĩa là đồng theo được phát hành thì 100% được đảm bảo bởi tài sản cộng với lại hơn 6 tỷ đô la cộng với lại họ có những tài sản khác từ công ty Tether Group thì nói chung đó, đây là một cái báo cáo rất là tốt về sức mạnh tài chính của công ty Tether ít nhiều gì ra cũng làm cho thị trường bớt lo hơn các bạn nhưng mà thường muốn các bạn nhớ đó là đối với đề Tether họ không có kiểm toán chính thức mà họ chỉ có một cái gọi là công nhận chứng chỉ đến từ công ty BDO mà thôi thì BDO đó là cái công ty kiểm toán lớn thứ năm trên thế giới các bạn đứng sau lưng Big Four là KPMG, Ernst Young, PwC và Deloitte thì cái đó đó chính là BDO nhưng mà BDO đó thì chỉ cung cấp chứng nhận mà thôi có nghĩa là Ngày đó, ngày 30 tháng 9, họ đã xem sổ sách của Tether và họ nhìn thấy cái số lượng tài sản này. Chứ còn trước đó ra sao? Và sau khi mà họ công nhận thì à, tiền này nó có đi đâu hay không thì họ không thể nào biết được họ chỉ có thể chứng minh là ngày đó họ thấy cái số lượng tiền và tài sản này mà thôi các bạn đó là một cái nó eo hẹp hơn không giống như là một cái cuộc kiểm toán các bạn kiểm toán đó thì họ phải xem coi những cái cơ chế chống rủi ro của công ty như thế nào nhưng mà thường vẫn không hiểu tại sao mà Tether không mời BDO để mà kiểm toán có thể là có những lý do chính đáng hay là có thể là BDO họ không muốn kiểm toán cho Tether tại vì rủi ro rất là cao cũng có thể các bạn nhưng mà một người khác nữa cũng đứng ra để mà đảm bảo là tether có cái số tiền dự trữ cần thiết để hỗ trợ đồng usdt đó chính là Howard Lutnick các bạn và ông chính là ceo của Cantor Fitzgerald thì ông nói là cái số tiền của tether đó là đang được lưu trữ bởi công ty Cantor Fitzgerald và ông có thể đứng ra để mà đảm bảo và các bạn có thể được ông cũng là một người mà nói là bản thân ông đã lưu trữ hàng trăm triệu đô la crypto trong cái tài sản cá nhân hiện bây giờ thì ngay bây giờ chúng ta chỉ biết là video nói là hàng quý ngay ngày cuối cùng của cái đó họ có thể chứng nhận là Tether có cái số lượng tiền chúng ta có sự đảm bảo đến từ Cantor Fitzgerald và đương nhiên chúng ta có sự đảm bảo đến từ chính công ty Tether. Nhưng mà chúng ta không có tài liệu kiểm toán, chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Thì hy vọng là Tether có cái số lượng tài sản đảm bảo các bạn, tại vì nếu không thì thị trường đã gặp nhiều dòng bão và nói thật với cái lợi nhuận mà chúng ta chứng kiến Tether đã hàng quý có tới mấy tỷ đô la lợi nhuận, năm ngoái đó lợi nhuận của Tether còn nhiều hơn cả BlackRock các bạn Tether một công ty mà nhỏ hơn rất là nhiều mà lợi nhuận còn nhiều hơn cả BlackRock và CEO của Tether nói là tháng 11 này đã Tether sẽ công bố thêm hai sản phẩm mới chúng ta không biết hai sản phẩm đó là gì các bạn nhưng mà trong tháng này sẽ có thêm hai sản phẩm mới và chúng ta còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là cái danh mục trung bình giá chúng ta đã tạo ở trên con cá cổ bây giờ ra sao chúng ta cũng đã nghe cái sự chia sẻ đến từ CZ các bạn sau khi mãn tù đó thì ông đã chấp nhận phỏng vấn đầu tiên tại hội nghị Binance các bạn thì ông cho biết là sau khi mãn tù tổng cộng là 4 tháng tại Mỹ vì vi phạm kiểm soát chống rửa tiền thì CZ không có ý định quay lại lãnh đạo Binance dù vẫn là cổ đông lớn nhất thay vào đó đó CZ sẽ tập trung vào các dự án mới như blockchain, AI, công nghệ sinh học bên nền tảng giáo dục Gigo Academy thì ông chia sẻ trải nghiệm trong tù đó thì dù khó khăn nhưng mà ông cũng đã gặp đỡ những người tốt và vẫn giữ liên lạc với một số người hỗ trợ họ về mặt pháp lý thì tôi cũng đã dành thời gian để mà xem cái cuộc phỏng vấn của cg các bạn thì ông cũng nói một số điều đối thần cũng khá là hay các bạn thì cái câu hỏi mà nhiều người muốn biết đó là ông có nghĩ là cái kết quả khi mà ông bị phán 4 tháng tù có công bằng hay là không thì cg đã đưa ra hai góc nhìn khác nhau các bạn góc nhìn đầu tiên đó là chúng ta cũng đã thấy là gần đây chúng ta cũng có những cái ngân hàng ở hoa kỳ như là ngân hàng td bank đó thì cũng đã bị phạt cái vi phạm tương tự như là binance bị phạt các bạn liên quan đến không kiểm soát chống rửa tiền nhưng mà trong cái sự việc đó thì công ty td bank đóng phạt mà thôi chứ không có bất cứ một ai đứng ra chịu trách nhiệm ở công ty CD Bank và vô tù hết. Nhưng mà đối với lại Binance là một công ty crypto đó thì CZ lại phải là người mà vào tù 4 tháng các bạn. Thì nhìn vào góc cạnh đó nó có thể là không được công bằng, nhưng mà ngược lại khi mà CZ vào tù đó thì không có một ai trong tù mà chỉ vào tù chỉ 4 tháng mà thôi tất cả những người trong đó nó cho dù là họ vi phạm những cái mà không phải là lớn lao lắm giống như là CC nói là có một số người đó họ vi phạm về việc là vận chuyển cần sa trái phép cách đây rất lâu rồi các bạn bây giờ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hợp pháp cần sa nhưng mà những người đó đó họ vẫn trong tù và họ bị phán ít nhất là vài năm cho đến vài chục năm cho nên cg là người duy nhất ở trong tù mà bị phán chỉ có 4 tháng mà thôi thì nhìn vào cái góc cảnh đó đó thì nó lại có một cái cách nhìn rất là khác nhau và 4 tháng đó thì uh, trôi qua cũng rất là nhanh các bạn cg cũng đã ra tù như các bạn cũng đã thấy thì uh, có công bằng hay không đó, thì mọi người sẽ có mỗi cái suy nghĩ khác nhau nhưng mà cg đó thì uh, chỉ muốn tiếp tục cuộc đời mình mà thôi các bạn và cg thì uh, các bạn thấy được là sau khi ra tù vẫn là một người rất là giàu có vẫn là cổ đông lớn của Binance GG đóng phạt có 50 triệu thôi các bạn chứ còn tài sản cá nhân đó thì dựa theo ước tính là lên tới 50 60 50 tỷ thì cũng không có vấn đề gì chứ không phải là bị tịch thu tài sản hay gì hết thì ông vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và tôi nghĩ là cái lựa chọn mà ông chấp nhận 4 tháng tù đó thì cũng là vì ông không muốn bị hạn chế tại vì trước đó, đó thì GG không có muốn di chuyển tới một số nơi tại vì lo lắng là bị bắt rồi sau đó là lại có chuyện lớn hơn các bạn. Bây giờ đó thì ông cũng đã chấp nhận cái bản án của mình bây giờ thì cg có thể tự do đi lại mà không còn lo lắng gì hết à còn về binance thì theo thùng biết là cái thỏa thuận giữa CZ với lại Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là ông sẽ không thay lãnh đạo sàn Binance nữa nhưng mà ông hoàn toàn có thể mở một sàn khác hay là lãnh đạo một sàn khác cái đó nó không có bị cấm hay gì hết ở trong cái thỏa thuận giữa ông với là Bộ Tư pháp chỉ là ông không có còn muốn lãnh đạo một sàn giao dịch nữa mà thôi và ông sẽ tập trung vào những cái dự án khác giống như là Gigo Academy chúng ta cũng có thông tin liên quan tới doanh số NFT tháng 10 tăng 18% lên 356 triệu đô la chấm dứt chuỗi giảm 7 tháng liên tục các bạn. Cái số giao dịch đạt 72 triệu tăng 42% so với tháng 9. NFT trên Solana ghi nhận doanh số là 67 triệu đô la, nâng tổng doanh số mọi thời đại của Solana lên gần 6 tỷ đô la đứng thứ hai toàn cầu hiện bây giờ và chúng ta cũng có cái hình ảnh chụp đến từ ngân hàng trung ương của Argentina các bạn họ đã bắt đầu trưng bày nghệ thuật các máy đào bịt khôi và các thiết bị đào khác à, cái máy đào này đó thì không hoạt động các bạn chủ yếu là trưng bày nó giống như là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi khá là thú vị các bạn đây là ngân hàng trung ương đầu tiên trên thế giới mà có trưng bày những cái máy đào bịt khôi chúng ta cũng có cái video ngắn đến từ Salvador các bạn trong một cái lớp học đó thì những cái học sinh này đang học làm sao để mà setup một cái máy nô no Bitcoin ở trong cái phòng học các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là trong tương lai giới trẻ họ sẽ tiếp cận với lại Bitcoin, Blockchain, Crypto đó là một cái rất là bình thường khi mà họ lớn lên nó không còn như là bây giờ nữa các bạn lúc đó đó thì mọi thứ sẽ đi vào bảo hòa và bình thường hóa và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Nisa Singh đây là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX đã không phải ngồi tù các bạn sau khi mà tòa tuyên án thay vào đó đó Nisa Singh sẽ chịu quản thúc 3 năm và phải nộp bạc là 11 tỷ đô la như Sarsing đã từng đối mặt với mức án tối đa là 75 năm nhưng mà được giảm nhẹ vì đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra bao gồm việc làm chứng chống lại Sam Bankman Free người đã bị kết án 25 năm thì nói chung đó, đây là một người mà may mắn hơn các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là đội ngũ của FTX thì kết quả là Sam Bankman Free bị kết án 25 năm tù ở tuổi 32, cụ đồng CEO của FTX là Ryan Salami 30 tuổi bị án tù là 7 năm rưỡi. Cụ CEO của Alameda, Kel 30 tuổi, bị tuyên án là 2 năm tù. Và các bạn thấy được là Nisa Singh, 27 tuổi đó, thì đã không có phải đi tù, chỉ bị giám sát 3 năm mà thôi. Và chúng ta có một người nữa chính là Kê Quen, các bạn 31 tuổi, thì sẽ được tuyên án vào ngày 20 tháng 11. Và chúng ta bây giờ hãy cùng nhau nhìn xem coi là cái account demo của đã đến đâu rồi các bạn. Thì ngay bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là cái account này đang có cái lợi nhuận là 76.3%. Nhưng mà nào mà không có rõ đó thì đây là một cái account demo thùng với các bạn đã cùng nhau tạo ra cách đây hơn 2 năm các bạn và chúng ta cùng nhau trung bình giá 100 đô và Bitcoin, 100 đô và Ether thì thùng muốn cho các bạn thấy được kết quả trung bình giá dài hạn là như thế nào và các bạn nhìn thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta đang gồng lời là 76.3% sau hơn 2 năm các bạn và chúng ta cũng đã bắt đầu trung bình giá Bitcoin từ lúc mà giá Bitcoin là khoảng 45.000 đô và trung bình giá dài xuống lúc mà Bitcoin chỉ còn có 15.000 đô và trung bình giá dài trở lên cho đến hiện ngay bây giờ luôn các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm có lời đó thì phần lớn đến từ Bitcoin là 124 phần trăm đáng tiếc đó là trung bình giá y tượng hai năm qua thì vẫn có lời các bạn nhưng mà chỉ có 28 phần trăm mà thôi cho nên cái phần trăm lợi nhuận đó chỉ là 76.3 phần trăm hiện bây giờ thường nói là chỉ là nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là khi mà các bạn trung bình giá thì các bạn có cái phần trăm lợi nhuận nó tính trên tổng tài sản chứ không phải là một cái lệnh hay là một phần nhỏ của tài sản các bạn nghĩa là 76.3% này là lợi nhuận áp dụng trên toàn cái tài sản này luôn và các bạn trung bình giá càng lâu thì cái số tiền tính theo đô la các bạn trung bình giá càng nhiều các bạn thì cái phần trăm sẽ áp dụng trên cái số lượng tiền lớn hơn và các bạn sẽ có cái lợi nhuận tính theo đô la càng ngày càng lớn hơn các bạn nó khác với lại khi các bạn có một lệnh trade hay là các bạn chỉ đầu tư dùng một phần của tài sản mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là 100 đô vào Bitcoin 100 đô về Ether mỗi tuần thì trong vòng hơn 2 năm qua đó chúng ta đã có cái số tiền là 47.240 trong đó 20.000 đô đã là tiền lời rồi các bạn cái phần trăm này sẽ tăng lên rất là nhiều nếu như mà chúng ta thấy Ethereum có sự tăng trưởng Chỉ đáng tiếc là Ether đó thì cũng tăng trưởng trong vòng 2 năm qua nhưng mà rất là chậm các bạn Và hôm nay đó chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá vào Bitcoin và vào Ethereum cho Caldemo này Thì bây giờ ở cái mức giá là 60... 8.940 đô thì 100 đô chúng ta sẽ mua được là 0.00145 BTC và đương nhiên đó khi mà trung bình giá thì các bạn sẽ có thể mua được nhiều Bitcoin hơn khi mà giá giảm chứ không phải là lúc giá tăng nhưng cái lúc mà chúng ta trở về năm 2022 đó thì 100 đô chúng ta mua được nhiều Bitcoin hơn các bạn bây giờ chúng ta mua được ít Bitcoin hơn cho nên trung bình giá tốt nhất là lúc giá giảm chứ không phải là lúc giá tăng nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá tại vì không muốn trung bình giá dài hạn để các bạn có thể thấy được là kết quả nó như thế nào và chúng ta bây giờ cũng làm điều tương tự đối với Ethereum thì ở cái mức là 2466 đó chúng ta có thể mua được là 0.04 Ether và thôn sẽ bấm Add Transaction thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho Cao chúng ta sẽ trở lại tuần tới để xem kết quả như thế nào và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.